Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Như mọi người biết thì vào mùa hè, các màu son tươi trẻ rực rỡ có xu hướng được ưa dùng hơn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp 6 màu son tươi tắn nhưng lại nhẹ nhàng theo kiểu rạng ngời mà không chói lóa đến từ nhà Roman. Nói đến mùa hè thì chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ đến son cam, một gam màu nóng đặc trưng gợi liên tưởng đến một lát cam hay một ly nước ép cà rốt ngọt liệm. Màu số 07 của bộ sưu tập Roman Hamburg Project sở hữu một tông cam sang hô với chút sắc đất, và đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với những ai yêu thích sắc cam tươi nhưng không quá chói chang. Với màu son này, các bạn nên kết hợp với màu má cùng tông để khuôn mặt trông tươi tắn hơn. Và bên cạnh đó, với chất son đặc xốp của dòng son này thì các bạn nên lưu ý lấy son vừa phải và tán đều để son lên môi đẹp nhất có thể nha. Nếu ví son cam là nét đặc trưng của mùa hè thì hồng đất lại là màu son tương đối nhẹ nhàng và tinh tế. Cũng đến từ bộ sưu tập Hamburg Project, màu 08 mang sắc hồng đất hòa lẫn với sắc cam và tím. Sắc tím của màu này sẽ lên đậm nhạt tùy vào nền môi của mỗi người. Vì là một màu không quá trầm cũng không quá tươi, nên đây sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý cho những bạn muốn diện màu son nào đó dịu dàng, mát mẻ hơn. Tuy nhiên, màu son này vẫn có điểm trừ nho nhỏ là làm xỉn mang răng đó. Cá nhân mình thấy đỏ hồng là một màu son khá nữ tính, không kén tông da cũng như không kén tuổi. Điển hình như màu 14 của dòng Roman Zero Velvet Tinted A. Vừa nhìn màu son này thì mình đã liên tưởng ngay đến những trái dâu tươi ấy. Màu đỏ hồng thì mình thấy mùa nào dùng cũng hợp chứ không riêng mỗi mùa hè. Chưa kể thì màu này còn tôn da, làm trắng răng và giúp khuôn mặt trông trẻ ra nữa. Cho nên mình sẽ cho màu này 10 trên 10 điểm luôn. Đối với những bạn hay gặp khó khăn khi lựa chọn màu son thì mình nghĩ là nên bỏ túi một thỏi Roman Zero Velvet Tint màu 20 ngay. Màu đỏ cam chắc chắn là màu son không thể thiếu mỗi khi hè tới. Đó là chưa kể thỏi này còn có sắc đất nhẹ nhẹ làm cho màu son trên môi không bị chói và khuôn mặt bừng sáng hơn. Màu này cũng rất tôn da và nổi bật, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn có thể dùng thoải mái. Bật mí là bạn có thể tận dụng son làm màu má luôn nha, siêu xinh mà còn rất tiện lợi nữa. So I could sing about these days. Mình để ý thấy gần đây thì son bóng đang rất được ưa chuộng. Bên cạnh những màu son nổi bật và chói lóa thì màu 23 của dòng Juicy Lasting Tint sở hữu một tông màu MLBB tương đối khác biệt. Dù mang tông màu sang hô đất khá nhẹ nhàng nhưng màu này ghi điểm tuyệt đối bởi hiệu ứng căng mọng môi rõ rệt. Vừa nhìn thì mình đã liên tưởng ngay đến một miếng jelly ấy. Rõ ràng là một màu son không quá nổi bật nhưng vẫn tạo hiệu ứng cực kỳ thu hút và phù hợp với không khí ngày hè, đúng không? Màu này thì mình dùng được trên cả mặt mộc. Còn nếu kết hợp cùng make up thì các bạn nên chọn nền ly để màu son lên thật đẹp nha. You wipe it off my face, hey. And I'm so thankful for this life. Trước khi đến thỏi son cuối cùng thì mình sẽ nói một chút về giveaway lần này. Hôm nay mình có chuẩn bị hai phần quà cho hai bạn may mắn nhất. Một là 4 thỏi son lì See Through Matte Tint và hai là 4 thỏi Glassing Water Tint của bộ sưu tập Roman Hamburg Project. Để tham gia giveaway thì các bạn bình luận phần quà mà bạn chọn, lý do bạn thích phần quà này và kèm theo đó là làm theo các bước ở phần mô tả bên dưới. Lấy cảm hứng từ màu đỏ của quả ngũ vị tử, màu 12 Omicha Red của dòng Glassing Water Tint mang tông đỏ cổ điển hơi trầm một chút, phù hợp với nhiều tông da. Nếu dòng Juicy làm cho môi căng mọng đầy sức sống thì dòng Glassing Tint lại phủ lên môi một lớp bóng trong veo như thủy tinh. Cả hai dòng son bóng này của nhà Roman thì mình thấy đều không có điểm gì để chê cả. Và bên cạnh đó thì dù mang một ít sắc đất nhưng màu 12 này vẫn hoàn toàn phù hợp với không khí ngày hè và làm cho khuôn mặt trong tràn đầy sức sống. Mình thấy màu này chỉ cần đánh nhẹ nhẹ thôi thì có thể tự tin ra đường rồi. This is the perfect place for a happy or sad song. Vừa rồi là tổng hợp những màu son nhẹ nhàng tươi tắn dành cho mùa hè đến từ thương hiệu Roman. Để tham gia giveaway lần này thì các bạn nhớ làm theo những bước mình vừa nói ở trên. Và video đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha. For a happy or sad song. So I could sing about these days without showing a thing on my face.